Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Thuần SD. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu món cà ri vịt. Món này mình ăn kèm với bánh mì hoặc bún nha các bạn. Món này nấu cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn theo dõi hết clip này sẽ yên tâm vào bếp tự tay nấu cà ri vịt cho cả nhà mình ăn nhé. Để nấu món cà ri vịt, các bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nước cốt dừa, một trái dừa mình nạo ra mình vắt lấy nước cốt nha các bạn. Và đường. Và nhân vật chính của chúng ta là một con vịt khoảng 1,5 kg nha các bạn, sẽ dành cho 4-5 người ăn. Đây là huyết vịt. Nước dừa tươi, và nếu như chúng ta không có nấu bằng nước dừa tươi thì nước lọc cũng được các bạn. Và khoai lang chúng ta khoảng 0,5 kg. Để ướp thịt vịt thì chúng ta cần có sả và cà ri, bột cà ri. Chúng ta đập dập sả ra. Sau đó chúng ta sẽ cắt khúc cho vào trong cái nồi thịt vịt. Đây là bột cà ri, chúng ta cho hết 1/2 chén vào trong cái thau thịt vịt. Sau đó chúng ta bắt đầu cho khoảng 3 muỗng đường. Và đây là bột ngọt. Bột ngọt thì chúng ta cho khoảng 1 muỗng canh bột ngọt. Đây là hạt nêm. Chúng ta cũng cho khoảng 1 muỗng canh hạt nêm. Và sau đó là khoảng 1/2 muỗng canh muối bột. Chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều lên để cho nó thấm. Nó ngấm vào trong cái thịt vịt của mình. Trộn đều lên nha các bạn, để cho nó thấm đều. Thịt vịt thì chúng ta mua về chúng ta làm sạch và chúng ta nên rửa lại với nước muối pha với một chút giấm nha các bạn, để cho nó bán cái mùi vịt, nó không có hôi vịt nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mình cho dầu vào trong cái nồi, chúng ta sẽ khử tỏi. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 muỗng 2 muỗng tỏi băm nha quý vị, băm hoặc xay gì cũng được. Chúng ta sẽ sơ qua cho nó vừa vàng cái tỏi thôi nha các bạn. Chú ý đừng có để cho tỏi khét. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái vịt mà mình đã ướp sẵn vào rồi. Rồi cũng xào lên. Xào lên cho cái thịt vịt nó hơi săn lại. Nó vừa săn lại cái lớp ở ngoài thôi, đừng có chín nha các bạn. Rồi khi mà thịt vịt của chúng ta nó săn lại rồi thì chúng ta bắt đầu cho nước dừa tươi vào. Nếu không có nước dừa tươi thì mình nấu bằng nước lọc cũng được, nhưng mà nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước cốt dừa vào, nhưng mà đây là cái nước hai, nước dảo nha các bạn. Còn cái nước nhất thì chúng ta để riêng. Từ từ lúc mà vịt nó chín rồi, chúng ta múc ra tô rồi thì mình mới cho cái nước cốt nhất vào để cho nó tăng thêm cái vị béo. Rồi bây giờ cái nồi thịt vịt của chúng ta đã sôi lên. Đó. Chúng ta cứ để cho nó sôi khoảng 30 đến 40 phút thì lúc đó vịt của chúng ta nó mới mềm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho khoai lang vào. Khoai lang và huyết chúng ta bỏ vào cùng. Đến khi mà khoai lang của chúng ta nó chín thì nồi thịt vịt của chúng ta đã hoàn thành. Đấy, nhìn thấy hấp dẫn không quý vị? Và bây giờ thịt vịt đã mềm rồi, đã chín rồi, khoai cũng đã chín. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nồi cà ri vịt. Ôi thơm quá các bạn. Thấy thèm không các bạn? Đây, mời các bạn nha. Đây, bây giờ chúng ta mới bắt đầu bỏ cái nước cốt nhất vào, nước cốt dừa mà nước nhất. Cái nước mà mình vắt lần đầu tiên.
Rồi, thấy thèm không quý vị? Đây, mình sẽ ăn kèm với bánh mì, muối tiêu chanh, với bún. Đây, đơn giản, dễ làm không các bạn? Chúc các bạn thành công với món cà ri vịt của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Thuần SD nhé các bạn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.